Hà Nội giống như một giai điệu đẹp với nhiều cung bậc khác nhau và có nốt trầm, nốt bổng. Những ngôi chùa Hà Nội chính là những nốt trầm của bản nhạc kinh kỳ ngàn năm văn hiến. Ngoài những ngôi chùa nổi tiếng như là chùa Một Cột, chùa Trấn Quốc hay là tứ trấn Thăng Long, thì chùa Hà cũng góp cho thủ đô một nốt nhạc riêng hòa vào giai điệu chung của Thăng Long Hà Nội. Đây là ngôi chùa khá đặc biệt bởi đến đây phần lớn là các bạn trẻ nam thanh nữ tú chứ không phải là các bậc trung niên hay là cao niên. Ngôi chùa đặc biệt này thì không biết từ bao giờ, người dân thủ đô lại gắn cho chùa Hà một cái niềm tin tha thiết và hai chữ tình duyên. Chùa Hà có tên chữ là Thánh Đức Tự cùng với đình Bối Hà lập thành cụm di tích đình chùa Hà. Trước kia chùa Hà thuộc làng Dịch Vọng, tên nôm là làng Vòng, nay thuộc phố chùa Hà, Dịch Vọng, cầu giấy Hà Nội. Chùa Hà là một địa chỉ văn hóa của thủ đô bởi những giá trị lịch sử và giá trị tâm linh tiềm ẩn trong khối kiến trúc bình dị mà thâm nghiêm.